Nay mình mới săn được mấy con dế. Đây là con dế than nha. Nghe nó gái mà đã gì đâu. Con này Quy thích ở chỗ là nó không có nhát người. Quy ngồi ở đây mà nó gái cho nghe đã lắm. Còn đây là cái con dế lửa, khá là hung dữ luôn. Nhưng mà chỉ tiếc cái là nó bị mất hết cái chân. Con này chắc cũng đi chiến nhiều lắm rồi. Đang coi con dế lửa mà bên này nó gái nè mọi người. Tính để con dế lửa với con dế than đại chiến với nhau. Mà con dế lửa nó mất hết cái chân rồi. Nên thôi, mất cái chân là trận chiến nó không có cân sức. Ai đã từng chơi hai cái loại dế này thì bình luận lại ở dưới nha.